Sáng ngày 6 tháng 6, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hữu Lũng và Công an xã Vân Nham Lạng Sơn đã đến tận nhà đón em Lý Thị Uyên, sinh năm 2009, trú tại thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tới điểm thi tại trường trung học phổ thông xã Vân Nham để kịp tham gia dự thi theo quy định. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, em Lý Thị Uyên không đến điểm thi làm thủ tục dự thi theo lịch. Sáng ngày 6 tháng 6, sau khi nắm được thông tin từ hội đồng coi thi, đến gần giờ thi nhưng thí sinh Lý Thị Uyên vẫn vắng mặt không rõ lý do. Công an xã Vân Nham đã tiến hành xác minh nhanh, phối hợp với tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực thi tuyển đã đến nơi ở của em Uyên để đưa em đến điểm dự thi đảm bảo thời gian theo quy định. Theo tìm hiểu của gia đình, em Lý Thị Uyên có hoàn cảnh khó khăn, mẹ vắng nhà đã lâu, bố đi làm xa, bản thân Uyên thì quên lịch dự thi lại không có điện thoại để liên lạc. Biết được hoàn cảnh trên, các cán bộ công an đã động viên tinh thần, dùng xe của lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời đưa em Uyên đến điểm thi. Quá trình di chuyển, các đồng chí công an đã động viên trấn an để thí sinh Lý Thị Uyên bình tĩnh dự thi. Từ nay đến hết ngày 7 tháng 6, khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 kết thúc, Công an Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm dự thi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công và an toàn. Sáng sớm mùng 6 tháng 6, hầu hết các sĩ tử tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào ngày đầu tiên kỳ thi lớp 10 nhiều phụ huynh sau khi chở con đến trường cũng chưa vội về mà đứng chờ trước cổng thi. Ghi nhận tại điểm thi trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, nhiều thí sinh khá thoải mái trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Một số em tranh thủ ôn bài, kiểm tra lại dụng cụ học tập, giấy báo sự thi, giấy tờ tùy thân trước khi bước vào phòng thi. Phía bên ngoài, lực lượng công an túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phụ huynh để xe gọn gàng. Thí sinh Võ Đức Trí, trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, quận 1, cảm thấy tự tin khi sắp bước vào môn thi ngữ văn sáng nay. Có chút hồi hộp nhưng em tin tưởng vào khả năng của mình và những kiến thức đã học được trong thời gian qua. Trong ba môn thi lần này, em tự tin nhất ở môn ngữ văn, em hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt." Chí nói. Trước khi bước vào kỳ thi, em Nguyễn Tấn Phát, trường Trung học cơ sở Võ Trường Toàn, quận 1 đã dành một tuần để hệ thống lại kiến thức 20 tác phẩm văn học trong chương trình lớp 9. Em cũng không đặc biệt ưu tiên học tác phẩm nào mà học đều toàn bộ để tránh bị tủ đè. Em đoán đề văn năm nay sẽ ra vào tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, phát nói. Đã ba lần cùng con đi thi lớp 10, chị Kim Oanh, quận Bình Thạnh, lần nào cũng hồi hộp vì độ khó và căng thẳng của kỳ thi. Mỗi lần con thi là mỗi lần cha mẹ đứng ngồi không yên. Tôi không đặt nhiều áp lực mà động viên để con hoàn thành tốt kỳ thi, chị Oanh chia sẻ. Theo công bố chiều qua, mùng 5 tháng 6, từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, 386 thí sinh đã vắng mặt trong ngày làm thủ tục thi vào lớp 10. Cụ thể, tại 147 điểm thi lớp 10 thường có 309 thí sinh vắng, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt 99,66%. Riêng đối với 11 điểm thi lớp 10 chuyên có 77 thí sinh vắng, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 99,98%. Tại một số điểm thi, dù đã được giáo viên dặn dò kỹ nhưng một số em đến điểm thi quên mang theo giấy tờ cần thiết, thậm chí có thí sinh quên luôn buổi làm thủ tục dự thi. Dự báo trong 2 ngày thi lớp 10, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ngày nắng, mưa rông có khả năng xuất hiện vào chiều đến tối, xác suất có mưa là 70 tới 78%. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo. Để hỗ trợ kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông tại khu vực trọng điểm gần điểm thi nhằm giảm thiểu ôn tắc và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh di chuyển. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chú ý thời gian đưa đón con em để hạn chế tình huống gặp các sự cố bất ngờ trên đường, ảnh hưởng đến giờ thi. Khi đưa đón học sinh tại các điểm thi, phụ huynh nên tránh dừng đỗ xe dưới lòng đường. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa nên người dân cần lưu ý chuẩn bị sẵn áo mưa để chủ động khi tham gia giao thông trên đường. Cùng tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2024-2025, thí sinh Nguyễn Thu Trang bày tỏ tiếc nuối khi chỉ thiếu 0,5 điểm là có thể đỗ vào lớp chuyên toán ở ngôi trường mơ ước sau thông tin điểm phúc khảo của một thí sinh khác tăng từ 1 lên 9 điểm, Trang hoang mang và có chút hối tiếc vì đã không sử dụng phương án phúc khảo. Thu Trang nói, khi biết thiếu 0,5 điểm, em lăn tăn và đắn đo mãi liệu có nên phúc khảo kết quả môn toán chuyên hay không, bởi em cũng khá tự tin với bài thi của mình. Tuy nhiên, đa phần bạn bè và người thân trong gia đình đều cho rằng em thiếu chút may mắn khi làm bài, phúc khảo kết quả cũng khó thay đổi. Nghe lời mọi người, nữ sinh dần chấp nhận kết quả. Tuy nhiên, Trang lo lắng, có thể là bản thân và nhiều thí sinh khác cũng rơi vào tình trạng bị nhầm lẫn điểm số mà không hay biết. Nữ sinh mong nhà trường ra soát lại toàn bộ kết quả thi để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Chị Nguyễn Như Dung là một phụ huynh tại Thanh Hóa bày tỏ, một học sinh thi chuyên toán mà điểm chỉ đạt một thì chắc chắn là có vấn đề. Nếu em ấy không tin vào năng lực của chính mình, không nộp đơn phúc khảo thì hậu quả sẽ như thế nào? Suốt nữa hội đồng chấm thi đã làm mất đi một tài năng trong khi thí sinh và gia đình phải chịu thiệt thòi quá lớn. Theo vị phụ huynh này, đây là câu chuyện có thể ảnh hưởng đến tương lai của một con người bởi có học sinh có thể từ đỗ thành trượt, từ trượt thành đỗ. Do vậy, Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần có câu trả lời thỏa đáng và sự tác trách này cần phải xử lý, chị nói. Cô Nguyễn Phương Oanh là giáo viên một trường trung học cơ sở tại thành phố Thanh Hóa cũng cho rằng Hội đồng thi trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần ra soát lại toàn bộ kết quả thi, đối sánh điểm thi và phách bài thi để đảm bảo công bằng, giúp thí sinh và phụ huynh yên tâm. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, Tới đây, Sở sẽ kiểm điểm, họp phê bình nhóm lên điểm tại Hội đồng thi trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn này để rút kinh nghiệm cho những kỳ thi khác. Còn về phương án ra soát lại toàn bộ điểm bài thi của các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tính đến. Ngày 3 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa công bố kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2024-2025. Trong số các thí sinh phúc khảo có 5 em điểm tăng lên và một em điểm thấp hơn. Đáng chú ý, trong số nhiều thí sinh phúc khảo điểm thi, ở nhiều môn thi, có bài thi môn toán chuyên của em Ngô Hoàng Khôi có điểm chấm đợt đầu là một điểm, nhưng sau khi phúc khảo là 9 điểm. Ông Hoàng Mạnh Thắng, trường phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa khẳng định nguyên nhân dẫn tới sai lệch này do nhầm lẫn của bộ phận lên điểm. Ngay khi kiểm tra lại bài làm, Sở đã khôi phục số điểm thật của học sinh Ngô Hoàng Khôi. Ngoài trường hợp của em Khôi, nhiều thí sinh khác cũng đã phúc khảo ở nhiều môn thi khác nhau các trường hợp đều đã được xử lý nhanh chóng để các thí sinh nhận được kết quả đúng với chất lượng bài thi của mình. Thông tin được đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chia sẻ vào chiều ngày 6 tháng 6. Cụ thể, hai học sinh tại huyện Đan Phượng cần thiết bị kết nối với điện thoại để cấp insulin chuyên 24 trên 24. Đây là hormone môn có vai trò hạ đường huyết. Thiết bị kết nối này sẽ do gia đình mang tới phòng thi trước, được cơ quan an ninh kiểm tra khẳng định là không liên quan đến gian lận và niêm phong. Tới mỗi buổi thi, giám thị sẽ lấy máy ra để thí sinh sử dụng, hết thời hạn làm bài thì lại niêm phong lại. Tám học sinh bị gãy tay phải sẽ dự thi tại các điểm thi thuộc các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Đông, Nam Từ Liêm và huyện Thanh Oai, Thường Tín, Trường Mỹ. Những thí sinh này được bố trí người viết bài hộ. Trường và phòng giáo dục đào tạo phải có đề xuất về người viết bài hộ là học sinh lớp dưới không được bằng lớp. Toàn bộ quá trình thi và nội dung học và chép lại được lưu lại bằng máy ghi âm và được cơ quan an ninh kiểm tra niêm phong. Máy và nội dung ghi âm được niêm phong và lưu trong vòng 3 năm. Cả 10 thí sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt này sẽ được sắp xếp thi tại phòng dự phòng. Tại buổi tập huấn công tác tổ chức thi lớp 10, ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng phòng phụ trách quản lý thi và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết các phòng thi dự phòng phải được bố trí tại tầng 1 gần phòng y tế để thuận tiện việc đi lại hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh. Ông Bình nói, học sinh rất muốn thi, các thầy cô sẽ tạo điều kiện tốt nhất. Các điểm thi cũng không nên quá áp lực, căng thẳng, khiến cho học sinh không bị cảm giác kỳ thi. Tinh thần là thực hiện đúng quy chế, an toàn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 6, 201 điểm thi trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Sở đã chỉ đạo các điểm thi sẵn sàng phương án hỗ trợ thí sinh. Theo đó, với các thí sinh bị gãy chân gãy tay, các điểm thi sẽ bố trí thí sinh hỗ trợ viết bài thi. Với các trường hợp khác, các điểm thi chuẩn bị trang thiết bị đặc biệt và nhân viên y tế hỗ trợ. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm học 2024-2025 diễn ra vào ngày 8 và ngày 9 tháng 6 tại 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi.